đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái fast free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh. Đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ Coin98. Thì các bạn cũng đã thấy được là một trong những người mà nói rất nhiều trong cái buổi đi trần ngày hôm nay là chính là Brian Brooks à, và có nhiều lập biểu rất là quan trọng như thường mới việc chia sẻ với các bạn. Cái mà thường thích cho trong buổi đi trần này đó là không chỉ riêng là chúng ta thấy là những buổi đi trần trước đây về crypto đó thì chúng ta có những người được mời đến như là chủ tịch của SEC ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ là Gary Gensler thì chúng ta nghe những cái điều lại lại là cần có thêm lực tất cả điều có thể coi như chứng khoán vân vân thì không có rõ ràng hôm nay chúng ta thì được rất rõ ràng là thị trường này đó đã đưa lên những cái nhận định những lời phát biểu những cảm nhận hiện bây giờ và những cái mà thị trường này thực sự là muốn làm việc chung với là chính phủ của Hoa Kỳ như thế nào thì chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về Alicia Hasty thì trong một cái câu hỏi đó Alicia Has đây là người làm việc cho công ty Coinbase thì Alicia Has cũng đã đưa ra một cái uh, câu trả lời thường cảm thấy là cũng có nhiều cái uh, trọng điểm cũng có nhiều lý do thì Alicia Has các bạn thấy được là những người mà làm việc cho Quốc hội những nghị sĩ này đó họ cũng đã lớn tuổi rồi họ cũng đang cố gắng để mà tìm hiểu về crypto nhưng mà Alicia ở ngày hôm nay thì lại chia sẻ về NFT à, chia sẻ về là tất cả đều có thể trở thành một token có nghĩa là tất cả tài sản đều có thể trở thành một cái token và những cái nền tảng được sử dụng rất là nhiều thì bây giờ chúng ta có thể gây dựng trên những nền tảng như là Ethereum, Solana vân vân thì Tại sao mà Lee Se Has lại đi sâu vào những cái điều này có phải làm rối hơn hay là không? Tại vì những nghị sĩ bây giờ họ vẫn chưa hoàn toàn hiểu về crypto nói chung đó, như là Bitcoin, Ethereum. Thì nếu chúng ta nói sâu hơn nữa liên quan tới NFT thì có phải là làm họ rối hơn hay không? Thì cũng không hẳn đâu. Tại sao mà Lee Se muốn chia sẻ đó? là chúng ta thấy là cái trọng điểm mà Lisa Hass muốn nói được đó là chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi. Thật ra đó tương lai thị trường này thì chúng ta cũng không biết là gì nhưng mà cũng không phải vì lý do đó mà chúng ta lại lo sợ. Nếu như đó là sự thật đó, thì các bạn thấy được là những năm mà Internet bùng nổ đó như là chúng ta xem là những clip trước đây đó như là, là năm 94 khi mà ở trên cái chương trình Today Show thì mọi người hỏi là Internet là gì gì không ai có thể thấy được Internet là gì hay là chúng ta thấy được là một trong những cái bà phỏng vấn rất nổi tiếng để chính là năm 1995 giữa Bill Gates và David Letterman thì uh, giải thích liên quan tới internet thì Bill Gates cũng đang cố gắng để mà giải thích cho Letterman thì uh, trong cái cuộc phỏng vấn này đó thì Bill Gates nói là internet là một nơi mà có thể lưu trữ tài liệu và Letterman thì nói là có một trang web đó có thể là chia sẻ những cái tài liệu trực tiếp liên quan đến một trận đấu bóng chạy thông qua âm thanh thì tại sao chúng ta cần phải sử dụng internet trong khi chúng ta có thể sử dụng radio thì đơn giản hơn thì tại vì đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi thực ra đó Alice Has nói là chúng ta trở lại những cái thời điểm này đó thì chúng ta thực sự là làm sao có thể hình dung được là những cái công ty như là Uber hay là Spotify hay là tất cả những gì chúng ta đang có hiện bây giờ đó chỉ là điểm mở đầu mà thôi cũng như là nhiều người chỉ trích là bây giờ crypto quá chậm hay là không có thực tế chúng ta sử dụng tiền mặt hay là sử dụng thẻ ngân hàng nó lẹ hơn đó đương nhiên là đúng nhưng mà các bạn nên hiểu là đây chỉ là cái sự bắt đầu mà thôi những gì mà có thể đạt được sau này hoàn toàn không ai có thể nghĩ được nhưng mà chúng ta cũng cần phải là mở rộng để mà chào đón nó chứ không phải là sợ nó nếu như mà chúng ta sợ internet có nghĩa là Hoa Kỳ nếu như mà sợ Internet năm 94-95 đó và bắt đầu đưa những cái luật gắt gao để mà hạn chế sự phát triển của Internet thì đã không có thung lũng sơ kênh ngày hôm nay. Đã không có những công ty lớn đứng đầu thế giới ngày hôm nay như là Google, Facebook, Amazon vân vân Tại vì Hoa Kỳ thực sự là có cái sự mở rộng để mà chào đón một thị trường mới và tôi biết là không biết được nó sẽ đi đến đâu nhưng mà là một cái tư duy mở cho nên Alice muốn chia sẻ là bây giờ chúng ta cũng nên có những cái tư duy đó chúng ta chỉ mới bắt đầu nói về uh, Bitcoin là gì và những sàn hoạt động như thế nào mà thôi chúng ta cũng nên hiểu là đây chỉ là bắt đầu mà thôi và thị trường này nó còn mở rộng rất là nhiều và những gì có thể có được chúng ta cũng hoàn toàn không biết giống như là chúng ta trở lại 4 năm trước đây ba năm trước đây đi, làm sao các bạn hình dung được là thị trường NFT nó sẽ như thế nào? Làm sao các bạn hình dung được là uh, play to earn hay là những cái gì đang xảy ra hiện bây giờ? Hoàn toàn không thể. Thì sau này, 4 năm sau ra sao các bạn cũng sẽ không biết được đâu. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải có cái tư gì đó. Đó chính là cái trọng điểm của Alicia Hatch hiện bây giờ. Chúng ta cần phải suy nghĩ xa hơn và xa hơn nữa và cứ nhớ lại những gì đã xảy ra. Năm 94, 95 khi mà Hoa Kỳ đã có những quy định sáng suốt là chào đón thị trường internet để có được ngày hôm nay và khác lên internet internet trước đây làm sao các bạn đầu tư vào internet được các bạn chỉ có thể đầu tư vào những công ty ở trên thị trường internet mà thôi nhưng mà đối với crypto đó thì chúng ta có thể đầu tư vào những giao thức đó là một điều hoàn toàn mới và bây giờ chúng ta hãy cho phép nhiều người có thể đầu tư vào những cái giao thức này thì các bạn thấy là có rất nhiều câu hỏi về stablecoin bảo vệ người tiêu dùng dùng đòn bẩy vân vân nhưng mà nói chung đó thì tình hình rất là ổn các nghị sĩ đó theo thuận đó thì như đã hiểu hơn về crypto so với một năm trước đây bây giờ họ đã có nhiều cái sự hiểu biết hơn và hầu hết đó, điều không có nghi ngờ là crypto là tương lai các câu hỏi đó thì xoay quanh làm sao để mà bảo vệ nhà đầu tư và thị trường tài chính và lại thêm một câu trả lời rất hay đến từ brian brooks mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là nếu như mà muốn bảo vệ nhà đầu tư đó thì chúng ta chỉ có hai cách mà thôi và đương nhiên chúng ta nói tới là những nhà đầu tư riêng lẻ. thì cái đầu tiên là Brian Brooks nói là cấm tuyệt đối có nghĩa là không cho tham gia chỉ những nhà đầu tư chuyên nghiệp hay còn gọi là credit investor hay là các tổ chức đầu tư được tham gia mà thôi nghĩa là chỉ những người giàu được tham gia. nếu vậy đây thì chúng ta sẽ thiên vị cho người giàu ngày càng giàu hơn. tại vì nếu chúng ta tin là crypto là tương lai thì người giàu được tham gia thì họ sẽ giàu hơn và với cái danh nghĩa là bảo vệ người nghèo Điều này đó đi ngược lại với nguyện vọng tài chính công bằng và bao trùm. Đó là điều đầu tiên. Thứ nhì đó thì Brian Brooks nói là chúng ta có thể là tạo cơ hội cho những nhà đầu tư riêng lẻ tham gia với các phương pháp bảo vệ như đã có trong thị chứng khoán 40 năm qua. Chúng ta cần có những sản phẩm như là những cái quỹ đầu tư mutual funds, những sản phẩm index À, những cái công cụ khác để cho những nhà đầu tư riêng lẻ có thể là đa dạng hóa và giảm đi rủi ro nhưng mà cho đến bây giờ đó thì hoa kỳ vẫn không chủ động để mà đi theo cái xu hướng này như những cái quốc gia như là châu á à, hay là brazil hay là canada đó là lời phát biểu của brian brooks thì nói chung các bạn thấy được là cái sự uh, hứng thú liên quan tới thị trường này đối với những nghị sĩ đó đã tăng lên rất là nhiều đó là cảm nhận của thuận khi mà xem của đưa trần này đương nhiên không phải nghị sĩ nào cũng yêu thích thị trường này các bạn thấy được là chúng ta cũng có những cái nghị sĩ như là nghị sĩ Brad Sherman vẫn tiếp tục tấn công thị trường này nhưng mà các bạn cũng nên nhớ đó là Brad Sherman là một trong những cái nhà lập pháp ở Cali và bây giờ là đang ra để mà tái ứng cử và một trong những ứng cử viên đứng ra để mà ứng cử để có thể thay thế Brad Sherman đó, đó chính là ứng cử viên Erica Rose thì uh, các bạn Erica Rose là một trong những người mà đã dùng Bitcoin để mà làm cái nền tảng của mình. Tại vì uh, cô ta biết là Brad Sherman rất là ghét Bitcoin cho nên nếu như mà uh, đứng ra để mà ứng cử với danh nghĩa là Bitcoin sẽ có nhiều người ủng hộ. Các bạn là Bitcoin bây giờ đã thực sự đi vào chính trị rồi. Thì đây là những cái tóm tắt uh, rất là căn bản trong cái buổi điều trần này. À, các bạn thì được là tổng cộng tới 4 tiếng 47 phút lần rất là nhiều thường tóm tắt không là hết 20 mấy phút rồi thì tôi hy vọng các bạn cũng đã nắm được một số những cái tình hình liên quan tới buổi điều trần này thông qua những cái bạn tóm tắt mới đây chúng tôi giờ hãy nói tới một số những cái thông tin khác liên quan tới thị trường ngày hôm nay thì có thể nhiều bạn muốn biết là chúng ta có thấy những cái thông tin uh, liên quan đến uh, on chain như thế nào thì thông qua buổi đưa chân này đó một điều nữa mà thuận quên chia sẻ với các bạn là dựa theo lời phát biểu của người đại diện cho Coinbase thì công ty Coinbase bây giờ họ đã lưu trữ tổng cộng là 12% của crypto của thế giới Các bạn được là công ty Coinbase họ đang lưu trữ rất là nhiều crypto Và họ nói là chỉ 2% là lưu trữ trong ví nóng mà thôi có nghĩa là nếu như mà họ có bị tấn công đi nữa đó có bị hack đi nữa thì cũng có khả năng mức rất là thấp tại vì chỉ có hai phần trăm của tất cả crypto của họ là nằm trong ví nóng mà thôi đó là biểu ngày hôm nay và chúng ta thấy được đó là một trong những điều mà được chia sẻ bởi Brian Brooks đó chính là trong thị trường này đó, trên thực tế chúng ta thấy được là 80% của những người mà lưu trữ đó có thể là chưa bao giờ bán crypto. Có nghĩa là thị trường này đó có rất là nhiều hot Thì uh, chúng ta cũng đã từng nhìn thấy những cái biểu đồ như này chia sẻ trên màn hình. Đây là biểu đồ liên quan tới còn bao nhiêu bitcoin trên những sàn giao dịch. Thì các bạn thấy là cái đường màu xanh này qua thời gian thì liên tục và liên tục đi xuống. Có nghĩa là càng ngày càng ít bitcoin hơn trên những cái sàn giao dịch. Và thậm chí chúng ta nhìn vào tài liệu tương tự liên quan tới Ethereum Các bạn cũng thấy được là tài liệu cũng tương tự như vậy Có nghĩa là càng ngày càng ít từ Ethereum trên những sàn giao dịch Đây là dấu hiệu là Bitcoin và Ethereum được thu mua và đem vào khỏi sàn Và đương nhiên họ đem vào khỏi sàn tại vì họ muốn lưu trữ lâu dài Thì à, nếu như mà chúng ta nói là phần lớn những người đầu tư trong thị trường này đó là họ lưu trữ dài hạn Thì tại sao mà giá lại dao động như vậy Thì giá dao động là đến từ những nhà đầu tư ngắn hạn Các bạn thấy được là một trong những cái điều chúng ta cần nên suy nghĩ đến là càng ít bitcoin trên sàn thì các bạn thấy được là cái sự ảnh hưởng đến giá cả nó sẽ càng cao hơn và đương nhiên chúng ta có những người mà có những chiến lược như là chung mình giá như là thuận và nhiều bạn đó thì liên tục mua nhưng mà không phải lúc nào cái lực bán và lực mua trên những sàn giao dịch ta cũng cân bằng với nhau Cho nên đó những lúc mà các bạn thấy được là giá cả có thể có, có sự dao động và đi xuống khi mà không đủ lực mua nhưng mà trong thời gian dài hạn đó khi chúng ta nhìn vào biểu đồ của bitcoin trong vòng 11 năm qua các bạn thấy được là cái điểm quan trọng không phải để chúng ta nhìn vào những cái điểm mà cao của bitcoin. Và cái điểm quan trọng là chúng ta nhìn vào những cái điểm thấp của Bitcoin Những điểm thấp đó, đó ngày lại càng nâng lên Có nghĩa là chúng ta thực ngày lại càng có nhiều người lưu trữ dài hạn và đầu tư dài hạn Cho nên họ đi những cái lực mua liên tục có và họ từ từ nâng cái mức thấp lên Cho nên thường thường nó nhìn vào là mỗi lần mà chúng ta thấy là giá Bitcoin đi xuống mạnh đó thì cái mức thấp đó là bao nhiêu Và chúng ta nhìn vào trong lịch sử đó Mức thấp đó cứ nâng lên từ từ Đó là một dấu hiệu rất là tốt Cho tương lai của những cái loại tài sản như là Bitcoin Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới một số những cái thông tin on-chain thông thường đi Thì chúng ta sẽ nói tới là bây giờ còn bao nhiêu Bitcoin đang có lợi dựa theo Glassnode Thì cho đến thời điểm đó là ngày 8 tây hôm nay Các bạn thấy được là 78% đã đang có lợi hiện bây giờ Ở mức giá là 50.500 đô Thì coi như là cũng thấp tương tự như ngày hôm qua Không có gì thay đổi hết Chúng ta nhìn vào tài liệu kế tiếp liên quan tới là trong ngày hôm nay thì chúng ta có thấy có hơn BTC nạp vào hay là rút ra thì chúng ta thấy được là hôm qua kết thúc lại đó thì kết quả vẫn là có nhiều Bitcoin rời khỏi hơn là nạp vào, liên tục các bạn thấy được là 6 ngày. Đó là tình hình là nhiều Bitcoin tiếp tục rời khỏi mặc dù là giá cả đang ở cái mức thấp à, sau khi mà có cái đợt à, xuống giá từ 69.000 đô. Chúng ta chuyển qua để mà nhìn vào tài liệu này tính theo giờ đi. Thì tính theo giờ các bạn sẽ được là hôm nay đó Thì kết quả là sẽ như thế nào Khi mà thường zoom vào đó các bạn sẽ được là hôm nay Thì uh, cũng có một số những cái giờ mà chúng ta thấy được là đột ngột Có nhiều bịch ra khỏi hay là đột ngột có nhiều bịch hồi đẩy vào Nhưng mà kết thúc ngày hôm nay thường nghĩ là cũng có thể là ngang hàng với nhau Không nhiều hơn, không ít hơn Chúng ta sẽ biết chi tiết hơn khi mà kết thúc ngày hôm nay Nhìn vào tài liệu tương tự liên quan tới Ethereum Thì chúng ta thấy được là kết thúc ngày hôm qua thì chúng ta thấy có hơn một ít Ethereum đẩy lên nhưng mà không có nhiều so với rút ra. Chúng ta nhìn vào tài liệu của ngày hôm nay đi. Tuy là chưa kết thúc nhưng mà chúng ta có thể thấy được là mỗi một thanh này là một giờ. Thì khi mà thường zoom vào các bạn sẽ thấy được là hôm nay có thể kết thúc cũng tương tự ngày hôm qua. Có thể chúng ta thấy có hơn một ít Ethereum đẩy lên nhiều hơn là rút ra. Đó là tình hình chung của cái số lượng Ether và Bitcoin ngày hôm nay. Chúng ta nói tới funding rate thì funding rate các bạn thấy được là cuối cùng cũng đã chuyển qua trở thành con số dương là 0.007 thì bây giờ đã nghiêng về bên phía long một ít nhưng mà nói chung thì cũng là con số 0 mà thôi nghĩa là hai bên cũng khá là cân bằng với nhau nhưng mà chúng ta thấy được là từ số âm đã chuyển qua số dương rồi chúng ta nhìn vào cái số lượng những lệnh future thì cũng tương tự như ngày hôm qua mà thôi không có gì gọi là thay đổi hết con số lượng lệnh futures cũng tương tự là như vậy chúng ta thấy là con số này thực sự là cũng không thấp như thường đã chia sẻ ngày hôm qua. Một thông tin khác mà được chia sẻ nhiều ngày hôm nay đó chính là chúng ta thấy được là cái tốc độ đào của Bitcoin đã hồi phục lại hầu như đã gần đạt cái đỉnh mới rồi. Các bạn thấy được là sau khi mà chúng ta nghe cái thông tin là Trung Quốc cấm đào Bitcoin đó, đó chính là hè của năm nay thì các bạn thấy là từ tháng 6 tới tháng 7 đó đường màu xanh này đại diện cho tốc độ đào của Bitcoin thì đã giảm đi rất là nhiều. Tại sao vậy? Thì một trong lần lập luận đó được chia sẻ đó chính là nhiều người tắt máy đào của họ để mà họ di chuyển qua nơi khác cho nên đột ngột có nhiều những cái máy đào Bitcoin rời khỏi mạng nhưng mà sau đó khi mà họ đã chuyển hết những máy đó tới cái nơi mới thì họ bật máy đào trở lại cho nên chúng ta mới thấy được là cái tốc độ đào từ từ đẩy ngược trở lên và dựa theo bài viết này thì chúng ta đã trở lại đỉnh mới rồi có nghĩa là lập đỉnh mới cho tốc độ đào thì đây cũng là điều được nói đến bởi Bitcoin Archive trong cái bài thuyết này đỉnh sau đó là trung quốc cấm rồi sau đó có sự hồi phục thì để hiểu rõ hơn đó là nếu như mà các bạn hoàn thường là gì tốc độ đào như vậy đó thì cao hay là thấp và cao là cao như thế nào thì để giải thích một cách đơn giản đó là một trong những người đã giải thích ngày hôm nay trên Twitter đó chính là Jimmy Song thì Jimmy Song nói là chúng ta hãy nghĩ đến cái trò chơi là các bạn có thể là uh, bún những cái đồng tiền đi để các bạn thấy được đồng tiền đó là hình hay là chữ, có nghĩa là các bạn thấy được là cái uh, trò chơi mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đó, thì các bạn cần phải bún như vậy để có được hình 76 lần liên tục, 76 lần liên tục thì các bạn mới có thể là có cơ hội để mà uh, đoán được cái uh, hash rate đó, lần đó là các bạn có thể có được Bitcoin có nghĩa là cái tốc độ đào bây giờ đó nó khó tới như vậy các bạn cần phải đạt được hình 76 lần liên tục để có thể là đạt được Bitcoin, có thể là người chiến thắng trong cái uh, cuộc đào đó đó chính là tốc độ đào Bitcoin bây giờ cực kỳ khó luôn, tại vì nó đã có tốc độ đạo quá trời cao à, một thông tin khác nữa tôi muốn mang đến cho các bạn đó chính là liên quan tới uh, Ethereum thì Ethereum nó có một cái half fork ngày hôm nay đó ngày 8 tây à, đó chính là cái half fork có tên là Aero Placer half fork thì cái half fork này đó là một cái half fork mà chủ yếu đó để làm một chuyện đó chính là trì hoãn cái bơm độ khó của Ethereum thì uh, Ethereum có một cái chức năng gọi là bơm độ khó cái bơm độ khó này để chỉ bùng nổ khi mà chúng ta đã thực sự À, để mà chuyển qua Ether 2.0 có nghĩa là cái hiện tượng mà nhiều gọi là cái The Merge kết hợp cái mạng lưới Ether 1.0 và 2.0 thì khi điều đó xảy ra đó, bơm độ khó này sẽ bùng nổ để làm gì? để cho tăng độ khó đào của Ethereum lên rất là nhiều để làm cho những cái thợ đào đó họ nản và họ bỏ cuộc sau đó thì mạng lưới ITA.0 sẽ hoàn toàn là không còn hoạt động nữa Chuyển hết qua ITA.0 Đó đây là theo cây lý thuyết Nhưng mà cái bơm đậu khó này đã bị trì hoãn rất nhiều lần rồi Thường đã chia sẻ thông tin này rất là nhiều lần với các bạn Và Hôm nay lại tiếp tục bị trì hoãn nữa Trì hoãn cho tới là mùa hè của năm 2022 Thông tin kế tiếp đó là một thông tin liên quan tới đồng MADIC thì chúng ta thấy được là có hai cái địa chỉ ví chúng ta không biết được là hai địa chỉ ví này là của ai và có phải cùng người hay là không nhưng mà hai địa chỉ ví này đã dựa theo Wellstat thì họ đã mua cái số lượng cũng là cao khi chúng ta nói tới cái số lượng đồng MADIC được thu mua thì một ví đó đã thu mua 999.990 đồng MADIC như là khoảng 2, ba à, 3 triệu đô la và cái ví thứ nhì đó là thu mua 900 ngàn đồng Madic nghĩa là khoảng chừng 4 triệu đô la thì uh, câu như thông tin là chúng ta có cá voi thu mua tổng cộng 1 triệu 899.990 đồng Madic đã được thu mua bởi hai cái ví cá voi này thì uh, một số bạn quan thường là liên quan tới đồng Madic này đó tại sao gần đây chúng ta lại thấy cái sự tăng trưởng như vậy thì uh, đồng đồng Madic này hay còn gọi là Polygon đó thì đây là cái uh, dự án tầng 2 của Ethereum thì Polygon đã tăng trưởng các bạn thấy được là trong vòng một tuần qua đã tăng 15% và hai tuần qua đã tăng 37% rồi. Thì một trong những điều mà trước đây thường đã từng chia sẻ với các bạn đó là sàn Coinbase có thể là sẽ hỗ trợ cái mạng lưới tầng 2 và lựa chọn sẽ là Polygon và gần đây hơn nữa đó là có nhiều cái tin đồn, nhiều người tin đó là sàn Coinbase sẽ sử dụng cái mạng lưới Polygon để có NFT tại vì Coinbase chuẩn bị đưa ra một cái marketplace for NFT của họ và nhiều người nói thì không có lý do gì tuy là sàn Coinbase rất là yêu thích từ Ethereum nhưng mà đương nhiên về cái phương diện tốc độ và chi phí đó thì không biết không có lý do gì mà sử dụng Utamium mà họ sẽ sử dụng mạng lưới tầng 2 của tm và mạng lưới tầng 2 này có thể là Matic cho nên nhiều người có thể là đã dồn vào để mà tập trung để mà đẩy đồng Matic lên trong thời gian gần đây. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và thông tin cuối cùng trong video ngày hôm nay thì muốn chia sẻ với các bạn đó chính là thông tin liên quan tới Visa. Thì hồi sáng này đó là thông tin là công ty thanh toán Visa đang ra mắt các dịch vụ tư vấn nhằm giúp khách hàng của mình hiểu và tham gia thế giới crypto. Và các bạn nghĩ sao về những thông tin mà thường đã chia sẻ trong cái video ngày hôm nay? Và đây là tất cả những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những người nào mà có hứng thú đó thì đây là những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Trong đó chúng ta có những cái sàn giao dịch như là các bạn có thể nhận được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance Thông link của Thuận Capital Hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus đến những sàn như là sàn Fashion Moon XBT Hay là các bạn có thể nhận được bonus đến từ sàn Bybit Và đặc biệt sang Moon XBT và sàn Bybit các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng ở trên màn hình để có thể đăng ký group tin hiệu truy miễn phí cũng như là những cái bonus khác đến từ sàn Margin FX, hay là các bạn có thể tìm hiểu sàn FTX bây giờ cũng có cái link là giảm 5% cái phí giao dịch khi mà các bạn tham gia thông qua liên thuận Capital. Nhưng bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đều có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Và như bữa nào mà muốn tìm hiểu những cái ứng dụng landing lấy lại đó có thể tìm hiểu những ứng dụng như là BlockFi hay là Nexo như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Và đương nhiên Tiếp tục hoàn đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.